mà giá như chưa từng quay, chưa quan tâm nhiều về anh. Chắc có lẽ giờ đây ta đã hạnh phúc quá đôi khi bằng em, hay xót xa em đã bật khóc như người. Và nếu như bóng ngày mai ta đi trên đường gặp nhau, hãy xem như vậy đừng quay lại nhé. Chúc cho anh yên nơi trốn xa, em sẽ nhìn thấy. Thời gian không thể so